sao hôm qua tới giờ em gọi anh không bắt máy vậy hả? Đừng bao giờ làm điều đó và đừng bao giờ qua mặt một ai. Đẹp thôi chưa đủ. Người dẫn chương trình cao trên mét 7 là đã rất là ổn rồi. Tức là Tài đang bất ổn đó. Ý anh Khang nói là anh Tài đang bất ổn. Có lúc chị đã muốn từ bỏ bởi những giọt nước mắt này. Anh cảm nhận được em là hình ảnh của anh cách đây mười mấy năm. Và tôi cũng mong muốn rằng Thảo Nhi và Nguyên Khang phải hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn của mình. Và tôi chọn em. Anh chọn em. Anh không chọn em.